Chào các bạn nhé, hôm nay mình đi câu cá ao tại nhà. Này ao nhà mình luôn. Mình câu bằng mồi con cào cào các bạn nhé. Giờ đi tìm con cào cào đó. Wow. Tìm thấy có cá. Có quả đắng lắm ạ. Có một con cào cào đúng rồi đó, đây rồi, đây các bạn, mình đi tìm tiếp đâu, mình câu một con cào cào này xem như thế nào nha các bạn nhé. Mình bắt được khá nhiều con cào cào, 5-6 con cào cào các bạn. Đấy. Cào này mình mắc mồi các bạn. Con mồi đầu tiên. Câu cá ao thì đơn giản móc như này thôi. Rồi, mình đi câu đã mọi nhé. Câu cần tre thôi các bạn. Có con cá rô phi nữa đấy. Eo mình thì cũng gọi là khá là rộng. Trời về chiều các bạn. Thì sắp mưa rồi. Ui. Nó không có con cá gì hết các bạn. Kéo giật tung đít. Đấy 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 đấy. Các bạn nhìn thấy. Ui. Mấy con cá gì gì kinh nhé. Đấy. Đây rồi các bạn ơi. Một con đầu tiên. Cá rô phi các bạn nhé. Nhanh thế. Nhưng mà cá ao khác. Mồi mồi bằng con cào cào các bạn nhé. Đây, cá rô phi. Đấy, một em đầu tiên. Cất nó vào trong cái thùng sơn này đã. May quá, không mất mồi ạ. Lại tiếp tục. Nhanh nha các bạn. Chúng ổ phát con cá rô phi này là lên hàng ngay lập tức. Hình như có con rỉa rồi nữa. Con gì rồi.
Kìa, có con rỉa các bạn ạ. Đấy. Đấy, rỉa cần nhỉ. Hết mồi luôn các bạn ơi. Hết luôn mồi. Một con cá chép. Ghê ghê ghê. Một con cá chép này các bạn. Ghê ghê quá. Đây các bạn nhìn thấy không? Cá chép. Mồi cào cào các bạn nhé. Rồi, chắc thẳng đây á. Đây các bạn, đây là mồi cào cào đây. Đây. Mày hết luôn một con cào cào. Cho các bạn xem này. Đây. Cá chép đây các bạn ơi. Con cá phi, cá rô phi mình được con đầu tiên này. Con này được con cá chép luôn. Đúng là cá. Cá chép, cần cá chép. Đứng đây. Ồn thì sao? Không nghe được tiếng. Nhãn. Con cá giật được cả mớ con ngã thế ăn. Con cá rồi. Con vô. Con vô mẹ mẹ.
Đây là con cá chép. Đây ta được. Các bạn có cá giật kìa. Ui. Ua. Mày chỉ cho các bạn xem quá. Mất luôn cả mồi. Mình lại tiếp tục quay. Mình lại mất luôn mồi bạn. Do hôm nay mình không mang cái đựng cái máy quay nên một tay cầm một tay quay cho các bạn xem. Đấy, khóa lại rỉa rồi. Sao cứ tuột mãi vậy? Khó chịu thật. Đấy, cá rỉa. Đấy. Đấy, con cá rô phi các bạn. Úi dạ. Buồn quá các bạn ơi. Đang câu cá thì lại trời mưa. Đây các bạn ơi. Mình lại về nhà. Mẹ thì mình ngồi chỗ này này. Mình ngồi chỗ này. Mưa to quá. Đấy, mái nhà mình. Mưa càng quá. Chán quá. Không chụp ảnh được, với cả không quay được tổng số cá mình câu được ấy, ở ao ấy. Chán đời. Vợ bà xã mình ấy lại mang chạy lên cho ông bà mất rồi. Mình chạy mưa thì bà xã lại chạy mang lên cho ông bà mất. Thế là không cho mình con nào. Thế mới buồn đời vậy. Không chụp được con cá chép với cả mấy con cá rô phi ấy. Các con cá rô phi tầm đồng cân ấy. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé. Các bạn thích câu cá mà không có thời gian thì các bạn đăng ký kênh mình để xem câu cá. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt các bạn.